Đối với công nghệ nước hoa thì đôi khi chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận những cái thay đổi trong cuộc sống, ví dụ như là thay đổi công việc này, thay đổi cái này này đó. Thế nhưng có một cái điều mà chắc chắn rằng đại đa số các anh em không bao giờ muốn xảy ra, đó là thay đổi công thức mùi hương, hay còn gọi là reform mùi. Nhưng mà cuộc sống nó vẫn là như thế, và hàng năm chúng ta lại được nghe ví dụ một chai A, một chai B đã bị thay đổi công thức mùi hương, và đấy là lúc một cuộc tìm kiếm, một cuộc lùng sục những phiên bản cũ tốn nhiều công sức hơn, tốn nhiều tiền bạc hơn, và tất nhiên là đôi khi còn dính phách đó. Thì chắc chắn rằng anh em sẽ luôn thắc mắc là tại sao các nhà nước hoa lại nhẫn tâm như thế, tại sao. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em ba nguyên nhân mà đối với cá nhân mình là đủ để giải thích tại sao lại có cái tình trạng trên. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để anh em mình có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ, hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, let's go! Thì trước khi mình chia sẻ những nguyên nhân tại sao các nhà nước hoa lại reform mùi, hay còn gọi là thay đổi công thức mùi hương, thì mình sẽ giải thích một cách ngắn gọn một chút cho các anh em nào newbie, những anh em nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa và chúng ta chưa có một cái khái niệm reform mùi là cái gì. Reform mùi là cái gì? Thì mình sẽ giải thích một chút rất là ngắn gọn thôi. Reform mùi đó là sự thay đổi về mùi hương của một sản phẩm khi mà nó mới được ra mắt, và một sản phẩm thời điểm hiện tại. Đó có nghĩa là so sánh từ khi thời điểm mới ra mắt và thời điểm hiện tại, nó đã có một cái sự thay đổi về mùi, có thể là về hiệu năng hoặc là một cái mùi nó khác đi so với thời điểm ban đầu. Đó thì chúng ta gọi đấy là hiện tượng reform mùi, hay còn gọi là thay đổi công thức mùi hương. Đấy là một cách ngắn gọn cho anh em newbie nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ba nguyên nhân chính mà dựa trên cái kiến thức ít ỏi của mình sẽ chia sẻ đến các anh em. Nguyên nhân đầu tiên đó là EFRA, con ngáo ộp trong ngành nước hoa. EFRA đó là gì? Đó là từ viết tắt của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế, gồm 7 thành viên thường trực mà gồm toàn các gọi là tai to mặt lớn, rất là gọi là máu chiến. Mà đây là Givaudan, Firmenich, Symrise, vân vân. Còn 4 ông nữa thì mình không nhớ tên, nhưng tự chung lại 7 ông này đều là gọi là có số có má trong ngành hương liệu. Thì hàng năm nhiệm vụ của hiệp hội này đó là một dạng giống như kiểu kiểm soát và định lượng một những cái chất nào mà cảm thấy rằng nó có thể gây ra những cái ví dụ như dị ứng này. Đó, dị ứng hoặc là một cái phản ứng cho cơ địa của chúng ta. Thì dựa vào một cái xét nghiệm của một bên thứ ba, có nghĩa là một bên độc lập, họ không liên quan gì đến ngành hương liệu, nhưng họ sẽ có nhiệm vụ đó là kiểm tra xét nghiệm dựa trên cái đề xuất của EFRA, và nếu như là có thì lúc đấy sẽ được chứng thực và sẽ ban hành ra cái lệnh: ê, không được dùng thằng này, không được dùng thằng này, không được dùng thằng này, mà phải dùng chất khác để thay thế, để làm sao bị hạn chế những cái gây ra những cái phản ứng khi mà chúng ta sử dụng nước hoa đó. Và do đây là một hiệp hội cho nên những cái quy định của họ không bắt buộc là các nhà nước hoa phải theo. Cho nên đó là lý do tại sao mà ví dụ một số những nhà niche hoặc nhà indie họ vẫn dùng những cái chất mà đã bị gọi là bị cấm, vẫn theo dùng những cái hàm lượng nó cao hơn so với bị cấm, bởi vì họ không nhất thiết phải theo. Nhưng còn đối với những nhà nước hoa lớn như là Versace, Chanel, Kirkland đó, thì khi mà muốn bán và tung ra sản phẩm ra thị trường thì họ bắt buộc phải theo những cái quy định của từng khu vực, và những cái khu vực đấy thì họ lại theo những cái của EFRA. Cho nên dù muốn dù không, hoặc là dù nếu mà không muốn có những cái rắc rối về sau khi tung ra sản phẩm, thì các cái hãng vẫn bắt buộc phải tuân thủ theo những cái quy định của EFRA, mặc dù là các hãng không có nghĩa vụ phải theo, nhưng nếu muốn gọi là yên ổn làm ăn thì tốt nhất là nên theo đó. Thì đấy là một cái nguyên nhân đầu tiên, EFRA. Nguyên nhân thứ hai đó là do hiện tại ngày nay một số lượng, tất nhiên không phải là tất cả, thế nhưng cũng khá là lớn, các cái nhà nước hoa đã bị thâu tóm bởi những ông trùm trong ngành mỹ phẩm, ví dụ như là Estée Lauder này, L'Oréal này, Moët Hennessy, Louis Vuitton. Đấy đều là những giống như kiểu những con bạch tuộc
có những cái vòi đấy, đến đây cuốn hết, gọi là ngoạm hết những cái miếng mồi ngon, và các nhà nước hoa cũng không phải là ngoại lệ. Thì khi mà bị bán lại thì tất nhiên rồi, họ bỏ tiền ra mua thì họ sẽ phải xem xét, ví dụ như là trà đào hoa này, công thức này là quá là tốn tiền, tôi không muốn như thế, các anh phải nghiên cứu làm sao vẫn giữ được ít nhất là 70-80% những cái mùi hương như thế, và phải giảm thiểu chi phí đi, chứ không thể chấp nhận được một cái chi phí hiện tại. Và đấy cũng là một những cái nguyên nhân mà tại sao các cái sản phẩm nước hoa bị thay đổi công thức, bởi vì họ muốn giảm thiểu chi phí, giảm thiểu những cái gọi là tốn tiền không cần thiết, mà thay vào đó dùng những cái rẻ hơn, cứ miễn làm sao mà mùi nó na ná như thế được rồi. Còn không cần, các ông không cần về chất lượng 10/10 như ngày xưa cho tôi, không cần thiết, cứ miễn làm sao mà ngửi thấy nó na ná được, còn nó có thể nó kém hơn cũng không sao cả. Và đấy là một trong nguyên nhân. Và lý do thứ hai, sau khi các tập đoàn mua lại các nhà nước hoa, đó là họ cần phải làm mới hình ảnh. Nó giống như cái việc mà các anh em, ví dụ như là có bao giờ chấp nhận là 3 tháng trời ròng rã chúng ta chỉ mặc mỗi một cái style áo phông, hoặc là chúng ta chỉ mặc mỗi một style áo sơ mi, đúng không? Mà chúng ta có thể hôm nay áo phông, ngày kia chúng ta áo sơ mi, ngày kia thì có thể là áo ba lỗ, một dạng kiểu như thế. Thì các nhà nước hoa họ cũng cần phải như thế. Ví dụ sau khi ra mắt một dòng sản phẩm khoảng 5 năm chẳng hạn, và họ thấy rằng phải cần có một cái thay đổi để làm thu chú ý, gây một cái sự chú ý, hoặc là cái thay đổi để gây một cái gì đấy cho người tiêu dùng, thì lúc đấy họ cần phải thay đổi mùi hương, thay đổi công thức mùi. Đừng nghĩ rằng các anh em ngửi một cái mùi hương chúng ta thấy thích thì có nghĩa là tất cả mọi người thấy thích. Có thể chúng ta thấy là ok, nhưng cũng có những người cảm giác rằng nếu mà nó nhẹ hơn đi một tí thì sẽ tốt hơn đó. Hoặc là có những người tại sao lại nhẹ thi thế nhỉ, lẽ ra phải đậm hơn lên một chút thì sẽ tốt hơn đó, một dạng kiểu như thế. Thì các nhà nước hoa họ cũng cần phải làm mới, phải thay đổi lại cái hình ảnh để làm sao khi mà ra mắt thị trường sau khoảng mấy năm thì phải có một cái gì đấy nó thay đổi về mùi hương, để làm sao mà ít nhiều maybe có thể là tăng cái doanh thu đó lên. Thì đấy cũng là một nguyên nhân mà các nhà nước hoa họ reform mùi hương. Việc reform mùi có thực sự là một cái thảm họa tồi tệ hay không? Cái này thì mình chia sẻ với quan điểm cá nhân của mình, ví dụ bởi vì là phải nói thật nha, nói thật với công giáo thế này. Dior 2011, Dior Intense 2011, mình không thích bằng bản Dior Intense 2017. Đó, bản đời đầu thật sự là mình, nó có một cái giá trị về lịch sử hơn là việc mình thích dùng. Mình thích bản 2017 hơn. Mặc dù nói thẳng ra là 2011-2017 là có một cái sự thay đổi mùi hương rất là khác biệt luôn, nhưng mình thích bản 2017 hơn đó. Hoặc như Jean Paul Gaultier Lemay, so sánh với phiên bản đời đầu với chai này của mình, là chai này của mình cũng đã bị reform mùi so với bản đời gốc rồi, nhưng cá nhân mình lại thích bản reform này của mình hơn so với đời đầu, bởi vì phiên bản đầu tiên của Lemay nó rất là đậm, nó rất là nồng đó, mình thực sự là mình cảm thấy nó hơi bị ngột ngạt khi mà ngửi, nhưng với phiên bản reform mùi này mình lại cảm thấy nó dễ chịu hơn đó. Thì những cái mình vừa nói ra để nói lên cái gì, mình muốn nói rằng không phải cứ reform mùi nó là một thảm họa. Có thể là tốt với ông A thì không có nghĩa là ông B cũng phải cảm thấy tốt, mà đó là tùy theo gu mùi hương của mỗi người đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những lý do mình giải thích tại sao là có sự reform mùi. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.